Hello anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Rồi thì mình là NG đây chứ ai nữa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái chế độ mới chuẩn bị ra trong Free Fire cho anh em. Đấy, cái chế độ này thì có tên là Zombie gì đấy. Thì mình nghĩ là cái chế độ này thì cũng khá là hay. Đấy thì cái chế độ này sẽ ra ở bản OB14 nha anh em. Đấy thì đây là một vài thông tin mà mình cập nhật ở bên server nước ngoài nha. Đấy thì anh em nào thấy hay thì hãy cho mình một lượt đăng ký cũng như là like và chia sẻ cái video hôm nay của mình nha. Thì cái chế độ zombie này thì nó sẽ được ra trong phiên bản OB14 lần này. Đấy thì mình nghĩ là đây là cũng là một cái điều mới trong Free Fire ấy. Thì bởi vì sao thì với cái chế độ này thì có rất là nhiều zom. Đấy thì anh em mà đấu xong những cái con zoom nhỏ thì sẽ đến boss anh em ạ. Thì mình nghĩ Free Fire đang cập nhật để đa dạng hơn về các thể loại chơi đây. Rồi thì con boss thì sẽ là cái con cầm kèo nha anh em. Đấy thì nếu mà anh em đấu boss thì anh em chỉ đấu mỗi mình boss thôi. Đấy vì thì sẽ không có những con zoom nhỏ nha anh em. Đây là một số đoạn video mà mình là lấy ở bên server nước ngoài. Đấy thì nó có 3-4 hiệp gì đấy ấy. Đây nó sẽ có, đây là mới là zoom nhỏ thôi anh em à. Còn là zoom to thì sẽ không có những con zoom nhỏ nha anh em. Bởi vì máu mà những con là zoom nhỏ gây ra cũng rất là thối anh em à. Đấy cái con zoom lớn này thì nó sẽ không nó sẽ đi một mình nha, sẽ không có những con zoom nhỏ đi theo. Đấy như kiểu mà bạn CS về anh em à, anh em nào chơi CS rồi sẽ biết nha, cái kiểu này thì mình nghĩ rất là giống luôn. Đấy mình thấy rất giống luôn, chẳng khác gì CS cả. Thì với chế độ này đi ra thì cũng sẽ có một nhân vật ra anh em ạ. Đấy cái nhân vật này là nhân vật Hazuto nha. Đấy nhân vật này thì sẽ tăng lượng sát thương khi mà bị mất máu ấy. Rồi thì trên này là đoạn video nói về cái chế độ mới nha em. Thì cái chế độ mới này thì mình nghĩ là nó sẽ được ra sớm nhất có thể, mình nghĩ là khoảng vài tuần nữa. Đấy thì trong chế độ này thì nếu mà anh em chơi xong ấy thì mình nghĩ là cũng sẽ được tặng đồ các kiểu anh em ạ. Đấy thì bạn cũng ba hiệp đấy, hiệp 3 hiệp 4 gì đấy. Đấy hiệp 4 thì gặp boss nha anh em. Đấy con boss sẽ cầm cái kéo kìa. Anh em mà tránh ra những cái khoảng đỏ thì sẽ né được cái skill của nó nha. Rồi thì cái chế độ này thì mình nghĩ cũng khá là ổn để tạo cho anh em những cái giải trí hay hơn chứ không bắn người mãi với nữa. Đấy bắn boss thế này thì mình nghĩ là boss vàng hay là cái gì đây, chứ bên server nước ngoài thì nó chưa cập nhật đầy đủ ấy, cho nên mình vẫn chưa biết rằng là sao nhỉ. Cũng hơi là khó nói, mình chưa biết rằng là điều bản bọt như thế này thì anh em sẽ được cái gì. Đấy thì những cái thông tin mới nhất của game thì mình sẽ cố cập nhật và đưa về cho anh em xem nha anh em. Đấy thì ở đây thì cũng có bo nữa nha anh em. Đấy bắn boss như thế này là cũng có bo nữa, chứ anh em mà đừng nói mà bắn boss không có bo nha. Đấy anh em để ý cho mình, thì càng bắn boss lớn ấy thì bo sẽ nó thu lại. Đấy bo sẽ càng thu lại nha. Với lượng sát thương mà bị zombie gây ra là rất là thốn rồi, mà bo gây lại nữa thì bo này rất thốn luôn, mình thề luôn ấy. Mình thấy nó rất là thốn luôn. Đấy bo nó vừa chạy lại thì nó cắn hết nửa máu rồi, anh em để ý cho dùng cho mình xem nha. Đấy đây này, anh em để ý cho mình này. Đấy đây là hiệp 3 nha. Đấy 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 bo chuẩn bị lại này.
ba là bo nó thu lại vậy? Đấy đấy đấy, anh em để cho mình thốn thốn rất là thốn máu luôn đấy. Thì con boss này thì cũng khá là trâu, thì mình thấy nó khá là trâu luôn. Bắn bắn rất là lâu mà nó không bị chết đấy, mà nếu bị skill nó farm một phát thì mình nghĩ là cũng chả còn gì luôn đấy. Thì anh em mà bắn boss thì phải phải né được skill của nó nha, nếu không né thì mình nghĩ là nó rất là thốn luôn đấy. Ok thì đây là một vài cái đoạn clip mà mình cắt ra ở bên server nước ngoài thôi. Thì đây là cái ảnh mà mình đào ở bên server nước ngoài về đây, thì cùng bạn bè tiêu diệt xác sống nhận trang phục đặc biệt đấy. Thì khá là hay đấy, trang phục đặc biệt là trang phục này này. À đúng rồi, anh em tiêu diệt xác sống thì dùng có thể đổi được cái trang phục này vĩnh viễn nha. Đấy mình nghĩ là vậy. Thì mình nghĩ là nó sẽ úp một trong đấy, thì nó sẽ úp trong một khoảng thời gian sớm nhất cho anh em để anh em có thể trải nghiệm. Thì đây là cái nhân vật mới Hajuto này đấy, anh em có thể tăng sát thương bởi nhân vật này, nó cầm dao thì nó sẽ mạnh hơn nha anh em. Nếu mà anh em mất HP ấy, thì nó sẽ tăng lượng sát thương lên, chứ không phải là anh em mất HP thì nó sẽ không tăng gì cả đâu, nó rất thốn luôn, mình thấy rất thốn. Không biết là bắn như thế nào mà xem ở cái clip này thì mình lại thấy thì nó rất là ổn, bởi vì cái độ sát thương cũng như là cái tốc độ chạy lại khá là nhanh đấy. Thì ở cái map đạo sư thì nó sẽ có cập nhật lại nha anh em. Ở bản OB14 thì anh em sẽ thấy thôi, nó sẽ fix lại hoàn toàn những cái lỗi mà OB13 đã gây ra đấy. Mình thấy nhân vật này cũng khá là ngầu, như kiểu samurai vậy. Ok đấy, giang hồ cuồng sát gì đây anh em, mà nó sẽ tăng lượng sát thương khi anh em cầm dao nha. Ok thì đấy là những cái thông tin mà mình muốn nói cho anh em, và những cái cập nhật ở bản OB14 nha anh em, thì nó sẽ có những cái điểm mới rằng thì nó sẽ tạo sự thú vị cho game hơn, và cũng là thu hút sự gắn bó cũng như là cho nhà cũng như là sự đồng hành của em với Garena lâu hơn đấy. Thì là những cái mà mình muốn là nói cho anh em. Thì đây là những cái thông tin mà mình lấy ở server nước ngoài thôi, thì mình cũng chưa biết là nó sẽ phát hành khi nào cả. Thì nếu có cái gì hay thì mình sẽ làm cái clip cho anh em xem về những cái chế độ mới nha anh em. Mình sẽ cố gắng cập nhật những cái chi tiết mới hơn của Free Fire đấy, cũng như là những bản OB mới tiếp theo đấy. Thì mình sẽ đánh giá lại một lần nữa về cái chế độ zombie này. Thì cái chế độ zombie này thì nó sẽ không cho anh em một cái không gian lớn đâu, mà một cái không gian nó rất là hạn hẹp luôn, mình thấy nó rất là gò bó ấy. Đấy bo lại nữa thì mình thấy gò bó vãi cả nồi. Ở level 4 thì nó sẽ mở rộng bo ra nha, bởi vì đến một cái level thì mỗi cấp độ ấy thì nó sẽ mở bo lại. Nếu mà anh em diện không xong boss ở trong thời gian quy định thì bo nó sẽ siết lại nha. Đấy thì đấy là cũng một cái mình nghĩ là rất là làm khó anh em luôn, bởi vì bot ấy thì rất là khó giết, mà bo thì đang thu lại nữa thì mình nghĩ là nguy cơ anh em giành được thắng thì cũng khá là khó đấy, anh em thấy chưa, rất khó luôn, mình nghĩ là vậy. Chả nhẽ anh em chạy vào mà anh em bắn bot à? Rồi thì con boss này thì mình nghĩ là cũng khá là khó giết, bởi vì anh em thấy kìa, bắn vào người thế mà nó rất là khó giết luôn, mà nó gây ra lượng sát thương mình nghĩ là rất là lớn luôn đấy, bởi vì nó
Vừa nãy thì mình có thấy nó cầm cái kéo nó pha một cái mà đã hết hơn nửa máu rồi. Ok, cảm ơn em rất là nhiều vì đã xem cái video hôm nay của mình nha. Đấy thì anh em nhớ subscribe, đăng ký cũng như ủng hộ like video hôm nay để ủng hộ mình nha em. Mình có thêm nhiều động lực hơn để ra những cái video tiếp theo về những thông tin và chi tiết mới về game nha. Ok, bye bye em nha.